Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự kiến tái cử cấp quỹ, Ủy ban kiểm tra cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. Tham gia lớp bồi dưỡng có 203 học viên là cán bộ dự kiến tái cử cấp quỹ cơ sở và quỹ ban kiểm tra cấp quỹ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Các học viên được nghiên cứu học tập các chuyên đề, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi quỷ, bí thư chi bộ, công tác dân vận trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng viên và tổ chức cơ sở đảng xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp quỹ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ hiện nay.